Nhưng mà cái dao này thì được lâu không hả anh? Được lâu không hả? Nếu mà nhà nào khoảng 10 hay 20 con thì lấy loại kia. Còn nếu mà giả sử như là 4-50 con thì lấy loại này. Còn nếu mà giả sử như 100 con, 200 con lấy loại này. Cách đây từ Tết đến giờ đấy, 3 tháng. Nhưng mà bây giờ các bác có thể thấy là nhìn nó hoành tráng chưa? Nhìn rất là to rồi đúng không bác? Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Hôm nay là ngày thứ 7, tiện trên đường về quê tôi sẽ qua trại nhà anh Hòa ở Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội để review lại cái mô hình chăn nuôi bò vô béo của nhà anh. Thì đối với trại nhà anh Hòa, tôi cũng trước Tết thì tôi cũng đã review với các bác một lần rồi. Trại thì mới xây dựng với quy mô chuồng mới là 31 con. Và tổng quy mô của trại nhà anh hiện tại đang là hơn 50 con các bác ạ. Trước khi qua trại nhà anh Hòa thì tôi sẽ ghé qua cái xưởng cơ khí ở Ba Vì để xem và review cái máy băm cỏ và băm mía như thế nào nha các bác. Thì chia sẻ với bác là đối với cái máy băm này tôi cũng gặp 2 lần rồi. Tôi rất ấn tượng với cái loại máy băm cỏ này, chia sẻ với bác vậy. Bởi vì loại này, loại máy băm cỏ này có thể là cho cả vác mía, vác cỏ vào nó đều băm được hết. Và nó có cả máy 3 pha và máy 2 pha và giá cả cũng rất là phải chăng. Thì hôm nay tôi sẽ qua đó để review cho các bác xem cái giá cả mọi thứ như nào nha các bác. Chúng ta cùng đi nào. Cái loại này là 2 pha đây hả anh? Hả? Đây, cái này là 2 pha đây hả? Dòng là 2 pha này. Rồi, cái này anh biết... Động cơ 3kg này. Động cơ 3kg. Rồi. Công suất này anh cũng biết bao nhiêu khối trên giờ anh? Cái này hả? Cái này khoảng độ 7 tạ. 7 tạ trên giờ gì? Đây động cơ 2kg 2 này. Đây 2kg 2 nhưng mà một pha đúng không ạ? 1 pha. À. Đấy là mình muốn lắp động cơ 3 pha đây cũng được, không thành vấn đề. Đây động cơ 11 này. Cái này là thường thường là như cái loại này là bao nhiêu tiền một cái hả anh? Cái này á? Vâng. Cái này 6 triệu này. 6 triệu. Cái này 7 triệu này. Cái đó là 7 triệu. Ồ. Cái này là 27 triệu này. Cái này là 27 triệu. 27 triệu này. Rồi. Cái này là công suất chắc cũng lớn anh nhỉ? Công suất 11 kg mà. Động cơ 11 kg à? Ở cái này 6 triệu này. Còn cái loại này là 2 kg 2. 2 kg 2 à? 2 kg 2. À. Còn cái loại nhỏ này không có. Vâng. Đây là đây, cái loại này này. Đâu ạ? Động cơ 5 kg rưỡi này. Anh mở cửa ra một tí cho nó thoáng, cho nó sáng được không? Lốc ô tô. À. Bật bóng điện lên cho em. Đây. Đây là dòng động cơ 5,5 kg. Cái này cái bảo hành như thế nào ạ? Bảo hành động cơ 1 năm. À. Cái này là anh xem có chỗ nào nó thoáng không? Cái này là dao như thế này anh xem có chỗ nào nó thoáng không ạ? Chỗ nào nó sáng sáng không? Cái kia nó cũng giống như nhau luôn. À, bé hơn. Cái này là thường thường là mình lắp máy bao nhiêu vào đây ạ? Đây động cơ 3kg. 3kg đây ạ? 1 pha. 1 pha à? Còn nếu mà mình lắp 3 pha tùy mình thôi. Tùy từng nơi đấy à? Tức là nhà mình có điện 3 pha thì mình lắp động cơ 3 pha được. À rồi rồi. Đấy. Đây là nó chạy bằng dao kê và cái này là cánh đập dập này. Cánh đập dập. Đấy, cỏ sang đây nó đập, nó dập cỏ đi. À. Nó mềm thành mềm cỏ. Đấy, quay bên này nữa này, lưỡi dao này. Đấy, còn cấu tạo máy thì như nhau, cái là nó to thì nó dạ sẽ vâng, to hơn vâng. Thôi. Nhưng mà cái dao này thì được lâu không hả anh? Được lâu không hả anh? Cái khoảng bao nhiêu thì phải thay? Thật ra mà nói là cái này chỉ trừ mình phay vào cái vật liệu sắt đấy thì đó. Nó sẽ bị mẻ, mằn quằn hoặc mẻ thì mình mài xong mình tôi lại. Mài tôi lại, nhưng mà cái này là nếu mà mình mua cái lưỡi này khoảng bao tiền? Một bộ này ấy, một bộ của cái máy này ấy dạ. Là 650. 650 à? Đấy à.
Còn một bộ cái loại máy này là bao tiền một cái đây? Cái này là 7 triệu này. 7 triệu đây à? Động cơ 3 kg. À. Đấy. Rồi cái này là hôm nọ em thấy ở trên mấy trại kia họ đang sử dụng, em thấy rất là tốt. Bởi vì là mình cho cả vác mía vào được. Đây này, em quay luôn cái này, nó có cả cái động cơ này. À. Đấy, đây. Đấy lắp nguyên bản rồi đấy. Để lắp nguyên bản đi đúng không? À. Đây đây một pha đi đấy. Một pha đấy. Một pha đây. Đây à? Là một pha động cơ 3 kg. Dạ. Vâng, ở trên kia em thấy là mấy cái loại này rồi. Tức là em qua đây để em xem nó là nhiều người hỏi ấy. Để em xem nó là cái chỗ nào bán. Anh có mấy loại máy đúng không? Đấy. Đây là một loại từ 7 triệu này. Cái loại nào từ là... Từ 6 triệu. Từ 6 triệu. Tức là từ 2 triệu 6. 2 triệu 6. Đấy. Đến 65 triệu. Đến 65 triệu. Nhưng như cái loại này là trung bình từ 6 đến 7 triệu đây tùy... Đấy. 6-7 triệu. Nếu mà mình lắp 3 pha thì bao nhiêu tiền? 3 pha thì nó hơn 1 triệu đó. À, 3 pha thì lắp máy 3 pha là hơn 1 triệu đó thôi. Vâng. Còn cái loại nào là rơi tầm khoảng 13-14 triệu đâu à? 13... Đấy, loại này là loại 14 triệu rưỡi này. Đâu à? 5 kg rưỡi. Cái này 5 kg rưỡi 14 triệu đây á? Ừ. À. Còn cái loại này là 27 triệu đây. Đấy. À, rồi. Thế chủ yếu là cơ bản là các trại của em là thường là lấy cái một, nếu mà nhà nào khoảng 10 hay 20 con thì lấy loại kia. Rồi. Còn nếu mà giả sử như là 40-50 con thì lấy loại này. Còn nếu mà giả sử như 100 con, 200 con lấy loại này. Ông em thấy là nó cũng hợp lý. Không có gì cả, nhưng mà quan trọng là cái này em thấy là bảo thứ nhất là bảo hành là bây giờ là mình cái bảo hành động cơ là bao nhiêu? 1 năm. Bảo hành động cơ 1 năm. Thế còn giả sử như là dao dựa các thứ là mình có bảo hành gì không? Dao dựa thì bây giờ mình nói là bây giờ thật ra mình nói là bây giờ mình phay vào sắt thì không ai bảo hành cho cả. À ok ok. Đấy. Nhưng mà cái lưỡi của nó là nó cũng rẻ thôi đúng không? Như con này đấy. Dạ. Như con 11 này là một bộ dao của nó là có 3 lưỡi. 3 lưỡi. Là 1.1 triệu. 1.1 triệu. Đấy. À thế chứng tỏ nó cũng rẻ thôi. Nó rẻ không có gì đắt cả. Vâng vâng. Nó chủ yếu là cái bộ dao đấy đúng không ạ? Vâng. Còn cái máy này là mình bảo hành đó là 1 năm. 1 năm. Rồi. Vâng. Ok ok anh. Ông cơ bản là thấy này, cái này là em thấy là nó cũng cho cả vác mía vào xay được. Nó rất là khỏe. Đúng với ra là nhà sản xuất người ta có bảo hành có 6 tháng thôi. Dạ vâng. Thế nhưng mà mình bán lên tận tay người tiêu dùng nó theo cả cái máy này nữa thì mình có thể là mình mạnh dạn là mình bảo hành tận 1 năm. Dạ vâng. Cái này thì to thì to này thì sử dụng thoải mái rồi. Sợ không dùng hết, không dùng hết công suất. À thì mình sợ mình có phải có nhiều cơ nhiều. Đấy. Xin chào bác. Thì đây là trại nhà anh Hòa ở Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội đây các bác. Thì hôm nay tôi qua review lại cái chuồng này. Thì chuồng này cũng hoàn thiện xong rồi đó các bác. Đây chia sẻ bác là bây giờ hiện tại là máng nước tự động đã được hoàn thành rồi các bác ạ. Đây, cái máng nước tự động đây các bác. Thì làm như thế nào thì tôi cũng đã hướng dẫn với các bác rồi. Như thế này thì mình sẽ nhàn hơn rất là nhiều các bác. Thì chia sẻ bác là cái chuồng này thì ở đất Hà Nội. Vì vậy là cái diện tích để xây dựng chuồng trại nó rất là hạn hẹp. Thế vì vậy là họ cũng tận dụng thôi. Đối với cái chuồng này chia sẻ bác là nó cũng hơi hẹp về cái chiều rộng. Tổng cái chuồng này là nuôi được đó là 31 con đó các bác. Và đầu tư cũng khá là lớn. Thì cái máng này chia sẻ bác này. Cái máng này thì là có 60 phân thôi. Cái đường đi ở giữa có 40 thôi. Hai bên máng là 60.
đó, làm đường đi ở giữa, làm đường đi ở giữa cao hơn so với máng. Thì cái này là tôi cũng chia sẻ rồi, nó dễ, sẽ chăm sóc dễ hơn rất là nhiều. Các bác có thể thấy là cái dàn bò này ngày xưa nó rất là nhỏ đúng không bác? Bây giờ các bác có thể thấy là nó rất là to rồi đúng không ạ? Đó. Thì cái chương trình dinh dưỡng thì tôi cũng đã chia sẻ với các bác rồi, không phải chia sẻ lại nhiều. Bởi vì hôm nay tôi cũng không vào đây cũng không gặp anh Hòa, bởi vì anh Hòa đang đi trồng cỏ các bác. Để duy trì 40 con bò như thế này á, thì anh cũng hiện tại cũng phải trồng giờ tầm khoảng 2 mẫu cỏ. Đó. Đây các bác có thể thấy là những cái con này ngày xưa là vào nó vẫn là nhỏ thôi các bác. Cách đây từ Tết đến giờ đấy, 3 tháng. Nhưng mà bây giờ các bác có thể thấy là nhìn nó hoành tráng chưa? Nhìn rất là to rồi đúng không bác? Thì vỗ bò nó rất là đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Cơ bản dịch giá như này thì anh ấy cũng không đi mua được. Và tiếp theo là bây giờ là không có bao bia cho bò ăn các bạn, phải cho ăn rẻ thôi. Bao bia bây giờ là chia sẻ với bác là họ sản xuất một ngày và nghỉ một tuần luôn các bác. Và đây có con bò rất là to đấy các bác. Thì đối với ở đây chia sẻ với bác là nguyên liệu thì họ không chủ động được. Thì vì vậy là họ phải mua, giả sử như là ngô như này họ mua ở đây hết. Tất cả nguyên liệu đều phải mua hết các bạn. Thì ở đây là cái, đây là cái bò đực HF đấy các bác. Loại bò này thì rẻ hơn so với bò 3B nha các bác. Nhưng mà tỷ lệ đạt thịt, tỷ lệ thịt sẻ này cộng với lại chất lượng thịt nó cũng không thua kém gì bò 3B đâu các bạn. Vừa rồi tôi thấy là anh cũng chia sẻ là anh ấy mua cái mấy con bò này, hơn chục con bò này là giá 17 hay 18 triệu gì đó. Giá là rẻ hơn, nếu mà giả sử như cái bò 3B mà to như thế này chia sẻ với bác nó phải rơi tầm khoảng 25 26 triệu rồi. Nhưng mà giống bò này rẻ hơn. Còn đây là cái máy xay cỏ của nhà anh đây. Các bác cũng xem nhiều rồi. Đây các bác có thể thấy là ba bia không có, bây giờ phải ăn rẻ đây. Bây giờ còn đúng 4 bao rồi các bạn. Thì đây các bác có thể thấy là họ làm cái chuồng cũng giống như nhà trại Nhanh Cường bên Quốc Oai thôi. Thì mái rất là cao, mái rơi tầm khoảng hơn 6 mét. Và cái hiên này là rơi tầm khoảng 4 mét rưỡi đó các bác. Thì vì vậy là chuồng trại rất là thoáng. Này là mấy hôm nay dịch thì là họ, anh ấy chưa vào bò được nhiều. Bởi vì là chắc là vẫn thiếu rơi tầm khoảng 20 khung nữa đó các bác. Đây này, vừa rồi anh ấy mua cái loại bò này này các bác này. Đây là 3B rồi. Còn cái dòng bò này này các bác này. To lắm các bác. Loại này thì giá rẻ hơn, giá giống rẻ hơn. Nhưng mà tỷ lệ đạt thịt nó không phải là đơn giản đâu. Nó cũng khá là đạt đấy các bác. Nhìn nó mông má không có thôi, nhưng mà các bạn thịt, tỷ lệ thịt sẻ của nó cũng rất là tốt đó. Thì đối với lại cái chuồng như này thì anh ấy thiết kế đó là một, đó là cái chiều rộng của cái chuồng này á, thì nó cũng rất là hẹp thôi, có hơn 2 mét tí rồi các bạn. Đây này, 40-80, nó rơi tầm khoảng 2 mét dưới 2 mét 6 được các bác. Hẹp lắm. Tiếp theo là cái chiều rộng của cái khung này các bác này. Thì nó rơi vào tầm khoảng 1 mét 1. Và đây cũng là 1 mét 1 luôn, coi như vuông đây luôn các bác. Và chiều cao là 1 mét 15 nha các bác. Chiều cao từ dưới mặt lề này lên trên này là 1 mét 15 nha các bác. Đó. Và cái khoảng cách 60cm từ cái miệng máng lên tới cái thành này, lên cái thành này. Đối với ống thép á, thì họ chỉ sử dụng ống 42 và ống 34 thôi các bác.
Nhưng mà ống kẽm này là ống kẽm nhung nóng nha các bác, chứ không phải là ống kẽm bình thường đâu. Ống kẽm này nó đắt hơn so với lại các loại khác rất là nhiều. Bởi vì là anh ấy chọn cái các bác có thể thấy là cái độ dày của cái ống kẽm này nó 3,2 ly đó các bác. Dày lắm. Còn cái này thiết kế cái máng tự động này thì các bác để tự do như thế này thôi. Nước lúc nào cũng có ở đây và mình không phải cho con bò, châu bò uống nước làm gì cả. Không phải mất thời gian cho châu bò uống nước. Đó. Còn anh đây anh thiết kế thêm một cái chỗ để anh ấy buộc cái bò đây nữa. Đó, đơn giản vậy thôi. Không có gì khó cả. Còn cái chương trình dinh dưỡng thì bây giờ chia sẻ với bác là chỉ có cám với lại cỏ thôi các bác. Bá bia không có rồi. Ở đây thì có khác cái là cây ngô này, cỏ ủ này, cộng thêm đó là cám nữa. Hết. Đây các bác có thể thấy là mấy con này tôi thấy là phát triển rất là nhanh các bác ạ. Ngày xưa cách đây 3 tháng tôi vào mà nhìn con bò nó nhỏ lắm các bác. Nhưng bây giờ nó đã phát triển như thế này rồi. Còn chia sẻ với bác là đối với bò này giá giống mọi thứ là vẫn như thế nha bác. Thậm chí nó còn cao hơn đó. Bởi vì bò này không ảnh hưởng của dịch đâu. Bởi vì là bò này hoàn toàn đó là thịt sử dụng trong nội địa luôn, chứ không phải đó là phụ thuộc ông Tàu, ông Trung Quốc. Bây giờ giá thịt bò này cũng vẫn rất là cao các bạn. Đó. Bây giờ giả sử như con giá một con như thế này chia sẻ với bác chắc cũng phải rơi tầm khoảng 25 26 triệu chứ không phải rẻ đâu các bác. Những con này thì to này thì không nói rồi. Vỗ được 3 tháng như thế này là không nói rồi, 3 4 tháng. Đó. Còn những cái loại này thì các bác muốn rẻ là mua cái loại này. Đấy. Về toàn khung nhưng mà cái tỷ chất lượng thịt nó không thua kém gì bọn kia đâu. Bọn này thì nó sẽ có thịt hơn, nhìn mình mẩy rồi mông má của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Đây các bác có thể thấy là nhìn hai con đó. Hey, con bò này cũng phải rơi vào tầm khoảng 6 tạ rưỡi 7 tạ rồi bác. Đến tuổi xuất rồi nhưng mà chưa xuất được đây. Chưa xuất chứ không phải là chưa xuất được các bạn. Chăn nuôi bò này cũng đơn giản thôi các bác. Nhiều bác cứ bảo là cao siêu nhưng mà thực sự rất là đơn giản thôi. Thứ nhất là bây giờ là chỉ cho ăn cho uống và bệnh tật nó rất là ít. Về tiêm nội ngoại ký sinh trùng tự ghẻ dẫn run đó, tẩy sán na gan, rồi làm vaccine tụ huyết trùng, ung khí thán, rồi lở mồm long móng. Thế là xong cái đợt vaccine với thuốc thôi. Đơn giản mà. Với này khi chăn nuôi thực sự chia sẻ với bác là đối với lại con trâu, con bò thì nó xảy ra ít vấn đề lắm. Quan trọng là mình cứ chăm sóc tốt đối con trâu, con bò là ok thôi. Còn sợ là đối với thị trường khủng hoảng này tôi cũng chẳng có lời khuyên gì cho các bác đâu. Bởi vì là như vừa rồi giá lợn đấy thôi. Có thông tin nhập lợn, nhập thịt lợn từ Nga cái là các trại bán tháo. Nhưng mà sau khoảng 2 hôm sau là giá lợn lên 85-86 luôn à. Đối với thị trường khủng hoảng này thì ai nắm bắt được cơ hội thì người ấy thắng thôi. Còn chăn nuôi này tôi bảo rồi như đánh bạc. Xác định đã vào chăn nuôi rồi á, thì mình phải bền vốn là một, thứ hai là mình phải có kinh nghiệm chăn nuôi là hai. Và tiếp theo á, là mình phải có mối quan hệ mọi thứ từ đầu ra đầu vào, từ nguồn nguyên liệu đến nguồn con giống rồi nguồn đầu ra cho con bò nữa. Đúng không ạ? Đấy. Ừ.
đây chia sẻ lại với các bác đấy được 2, 4 chục con bò HF đấy quá này. Hôm nay rất tiếc không được gặp chủ trại quá, bởi vì là chủ trại hôm nay đi trồng cỏ, bảo là bạn cứ vào chơi đi. Bởi vì những cái trại này thường thường là tôi có mối quan hệ rất là thân, thế nên là tôi vào lúc nào cũng được à. Nhưng mà trước khi vào phải xin phép, phải gọi điện trước, không nhớ có bận việc gì thì không vào được. Với lại tiếp theo là cái thời điểm này là mùa dịch, thế nên là tôi cũng ít vào các trang trại các bạn. Vì vậy là tôi cũng ít ra các video. Bởi vì là tôi thì vào lúc nào cũng được, nhưng quan trọng đó là chia sẻ với bác là mình đi nhiều ấy. Với thứ hai là mình cũng ngại, mình vừa giữ cho mình với lại mình vừa giữ cho người khác nữa. Thôi tôi kết thúc video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.